Trả lời ngày hôm nay thì có thể là Miss bây giờ Trung á là ngồi lại với em, okay, mình sẽ nhóm lại và mình sẽ bàn lại như thế nào. Còn bây giờ mình quyết định thế nào, tôi nghĩ rằng mình chưa nên. À, thì bây giờ tại tôi theo Trung á, Trung nên là close cái buổi ngày hôm nay và ý kiến mình sẽ ghi lại, ghi nhận. Rồi mình sẽ trong nhóm mình sẽ tìm lại vấn đề, đồng thời sau kỳ tới đó mình biết cái này nên như nào, cái procedure nên như nào một đôi chút kỹ hơn. À, thì lúc đó mình lại nói chuyện tiếp. Giờ phút này không nên quyết định gì cả, không có chấp nhận và không có reject bất cứ cái nào. Đó là ý Okay. thôi. Bây giờ tôi cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mình tạm chấm dứt ở đây đi. Rồi tôi sẽ là tìm cách khác, hoặc là mình dùng cái video, dùng cái